Đức xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Sự xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Thưa cô bác, hôm nay thì lại có sự xuất hiện của em Quân là lên hộ em Sử một ngày cô bác ạ. Đấy, với những công việc gì thì cháu được sẽ chia sẻ lên video để cô bác anh chị là cùng biết. Hiện tại ở phần dưới nhà em Quân thì phải nói là việc gì cũng làm xong hết rồi cô bác, ở nhà chỉ có đi lấy cỏ về cho trâu, cho bò thôi. Đấy, lấy cỏ xong thì em Quân cũng lên hộ em Sử một chút. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một phần quà nữa của bác Trần Thùy Tiên. Bác ở bên Mỹ có gửi cho anh em đội thợ là hai cái tấm nệm một chút cô bác ạ. Và kèm theo đó thì cháu Lực cũng mua lên thêm bình nước này, với lại cái máy để mà khoan tường cô bác. Hôm nọ thì cũng có rất là nhiều cô bác anh chị cũng nói với cháu Lực rằng là mình phải khoan cái tường, xong là mình bắn cái sắt sáu vào các bác, hãy bắn cái dâu vào để mình xây tường để cho tránh là sau này sẽ không có bị đổ các bác. Tại bây giờ thì hai anh em mỗi người của anh cầm một thứ nhá. Đấy, xe này thì hôm qua thì cô bác cũng đã biết rồi rằng là cháu Lực với lại bạn Hiệu là được bác Thủy Trần ở bên Mỹ có gửi tặng cho hai anh em mỗi người một con xe đấy các bác. Hãy bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Hôm nay thì sáng sớm dậy ra thì nhìn thấy mặt trời nắng cô bác ạ, rất là mừng cô bác. Cái nắng như này độ tầm 2 hôm đi. 2 hôm thì cháu Lực lại tiếp tục là cho anh em vận chuyển hết cái phần cắt với lại phần xi với lại gạch nữa cô bác. Gạch thì bây giờ cháu Lực cũng đang gọi lên rồi. Hãy tranh thủ là bây giờ trời đang nắng thì cháu Lực sẽ gọi hết vật liệu lên luôn để chở một cái là hết ra đến nền nhà thì không phải lo cái phần vận chuyển vật liệu nữa cô bác. Anh em thợ thì hôm nay lại tiếp tục là đi vào làm rồi. Bây giờ thì không biết là các anh đang xây đến bức tường nào rồi các bác. Từ xa xa nhìn thì cháu Lực nhìn thấy là có chú thì đang sàng cắt, có chú thì đang xây các bác ạ. Lại nhìn có cái 4 người thôi các bác ạ. Hay chắc là hai chú nữa thì vẫn còn chưa hết việc ở nhà, thành ra là chưa có lên được cô bác. Thời tiết hôm nay thì nắng khá là đẹp rồi cô bác này. Hãy để đệm vào đi trong nhà cho các anh thợ đi.
Đấy, hôm nay thì em lại mua thêm hai cái tấm nệm nữa anh. Đây, tấm nệm này thì vẫn là bác là Trần Tùy Tiên, hôm nọ bác có mua ủng ấy, xong là gửi tặng mấy anh em thêm hai tấm nệm nữa. Đấy, đến bây giờ thì giờ của các anh đang làm thì có thể là các anh đang bận chút, của bác đến một tí nữa thì các anh lúc đến lúc giờ mà các anh nghỉ trưa ấy, thì các anh sẽ giải đệm ra ngủ của bác ạ. Đấy, bây giờ thì anh Vinh đang lắp máy rồi để khoan xong là bắn rau vào của bác. Em ở đây em chỉ mua muối nệm thôi anh ạ, không có gối đâu nhá. Vâng. Thay mặt đội thư thì cảm ơn cô được giúp đỡ bọn cháu. À, để có đêm để ngủ trong thời gian làm nhà của em Sử. Quay xuống lên. Xuống lên anh. Thì cháu Lực cũng xin thay mặt tất cả anh em và đội thợ là gửi một lời cảm ơn tới bác Trần Tùy Tiên, bác ở bên Mỹ. Cảm ơn bác rất là nhiều khi mà bác theo dõi được những thước phim mà nhìn thấy mấy anh em thợ không có nệm để mấy anh em thợ để ngủ trong cái khoảng thời gian mà làm nhà của bác. Thì bác có gửi cho cháu Lực là một khoản tiền là 100 đô của bác ạ, cho cháu Lực mua nệm xong lại mua thêm thức ăn nữa cho thợ. Hôm nay thì cháu Lực lên thì ở ngoài chợ người ta không có bán thịt lợn cho nên là không có mua được. Chưa được anh. Cái chốt nó không lên, không đẩy lên. Nó phải có cái vặn của nó chứ nhỉ? Hôm nay thì công việc của mấy anh em đội thợ mình thì sẽ làm gì anh hôm nay ấy? Để cắm à? Thế hôm nọ là chưa, mình chưa xay đến tầm độ 1 mét thì mình mới xay. Anh cách tầm bao nhiêu mét thì mình cắm cái rau đấy vào được anh? Bây giờ thì cứ gọi là 50-50 mình cắm một rau. 50-50 à? Vâng. Những lúc xuống thì đi khâu giò thì vàng nó có một lắm, thì có trồng. Công việc của đội mấy anh em thợ thì vừa rồi anh Vinh cũng chia sẻ lên cho tất cả có ba anh chị là cùng nắm gió và biết rồi. Đấy, vẫn cái công việc mà xây những viên gạch lên thôi. Và vừa xây đến đâu thì anh thợ là anh Vinh bảo là 50-50. Đến lúc mà được 50cm thì anh sẽ khoan và cắm thêm một cái dâu vào đấy. Hôm nọ thì ở chỗ kia thì có vẻ như là hơn 1 mét thì mới cắm một cái dâu. Bây giờ thì anh cũng cân nhắc lại là 50-50. Đến lúc mà được 50cm thì anh sẽ cắm lại một cái dâu nữa. Nó anh cắm á? Cắm đinh 7 á? À, là nọ là lấy đinh 7 để cắm à? À. Thế hôm nọ là do là các anh cũng chưa có lấy được máy khoan đấy các bác, cho nên là các anh cho chỉ cắm được đinh 7 xuống thôi. Thế hôm nay thì các anh sẽ khoan lấy sắt 6 cắm vào, thì sắt 6 nó sẽ chắc hơn. Đây. Hôm nọ thì các anh vẫn cắm sắt đấy cô bác ạ, nhưng mà hôm nọ là cắm đinh 7 thành ra là không có được được to lên cho lắm. Thế hôm nay thì cháu Lực cũng mang máy khoan lên thì các anh sẽ cắm là đinh 6 vào luôn. Đinh 6 này thì nó sẽ chắc hơn. Ở trên kênh thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị cũng có nhắc nhở cháu Lực rằng là mình xây tường thì mình phải cắm rau vào thì để sau này tường nó sẽ không có bị nứt ra cô bác. Hôm nay thì thanh niên này đang xây đến phòng đến cửa sổ thứ hai rồi. Hôm nào bảo đến thứ sáu đến thứ năm nó lên làm rồi à? Em có bận gì đâu. À. Thế là các anh bận hết rồi, thành ra là mình ở trên này là một mình không làm được đúng không? Vẫn làm được nhưng mà chưa làm được. À. À, anh chừng khoan này nhớ nó bị nào. Anh chừng khoan đấy của chúng mày. Ồ. Đó, của cái mẹ nó phải cho. Để thằng lời khoan thằng lời chứ mẹ.
Khoan xây bây giờ xây đâu thì khoan đấy thôi. Thế bây giờ thì anh cũng phải là đo lại để cho nó trúng cái mạch của nó các bác ạ, chứ không là không đo thì một tí không có trúng mạch của nó ấy. Anh đo xong mà kệ phát khoan luôn. Ai lại gọi anh rồi? Vừa gọi ông ơi. Lên đây, lên đâu anh? Thay chúa luôn à? Mất điện rồi. Như mày chiếm đập hộp chưa? Xây còn tầm tầm năm khoan con. Cứ xây lên, anh Vinh bảo là bây giờ cứ xây lên độ tầm 50 cm, 50 cm là anh sẽ khoan một lần các bác. Ấy, Trấn Lực cũng phải nói là xin cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Khi mà trong cái quá trình mà Trấn Lực đang làm ấy, còn thiếu sót hay là chưa có làm đến thì cô bác anh chị đã nhắc nhở Trấn Lực rồi, trực tiếp gọi điện cho Trấn Lực rất là nhiều. Đấy, phải nói là sau khi mà làm cái ngôi nhà của bác anh cháu xong thì Trấn Lực cũng có thêm rất là nhiều cái kinh nghiệm cho bản thân mình về cái công việc mà xây dựng nữa cô bác. Đấy, ở đây thì vẫn là cái cắt cắt này là cắt xay của bác này, nhưng mà các anh vẫn phải là sàng qua một lần nữa để cho những cái hạt là cắt to này, hạt sỏi to này, để không để cho nó không có bị chảy vào vứa mà xay, thành ra là đến lúc đấy thì mình xay nó rất là khó. Lấy cái kim cái cắt luôn anh. Hôm nay tao xỉ đây nhé mấy anh Vinh. Tối nay lại ngủ đây nhá. Ờ, đáng lẽ ra là anh thợ là đến ngày mai thì mới đi làm các bác, nhưng mà do là tranh thủ ngày hôm nay là không cũng có nhiều việc cho lắm, cho nên là các anh sẽ lại làm mà hôm nay và ngày mai các anh sẽ lại nghỉ một hôm các bác ạ. Mùa này thì ở trên bản đấy các bác thì có rất là nhiều người cưới, cho nên là anh em nếu mà ở làng mình có ai cưới là mình phải đi, anh em trong họ hàng thì mình phải đi ra hộ. Đấy, ở đây thì chú này chuẩn bị xây cái phần bức tường bên này thì chú cũng để thêm một lớp xi vào, xong thì mới xây lên cô bác để cho nó chắc chắn đấy cô bác.
Hay công việc của mấy anh em đội thợ mấy hôm nay là chỉ có xây gạch lên thôi các bác, còn vẫn chưa có hoàn thiện thêm về cái phần gì cả. Đấy, bây giờ thì phòng ngủ thì mỗi phòng là một ô cửa sổ thì nó cũng rất là thoáng rồi các bác. Bây giờ nếu mà mình làm cái cửa sổ ở đằng sau nhà thì liệu có được không anh? Nhìn nó kiểu dân trên này nó còn có nhiều vấn đề về nếu mình để cửa sổ đằng sau ấy. Thì mà dân trên này nó không bao giờ nó để cửa sổ đằng sau, nếu mình muốn thêm cửa sổ ấy chỉ có thêm vào đằng trước thôi. Vâng. Thì dân trên này nó không bao giờ nó dùng cửa sổ đằng sau nhà. Cháu Lực cũng đọc được một số bình luận ở trên kênh thì cũng cô bác cũng có bảo cháu Lực là nên để ở đằng sau là 1 đến 2 cửa sổ, nhưng mà cũng phải tùy theo là cái chỗ nhà của em Sử là xem là có để hợp không các bác. Bây giờ thì nếu mà như theo cô bác anh chị là muốn sáng sủa cái phần phòng khách lên thì chỉ có để ở phần cái phần cửa trước là 2 cái cửa sổ thôi các bác. 2 cái cửa sổ như vậy thì nó cũng rất là sáng ngôi nhà rồi. Hôm nay thì liệu có xây được hết cái phần phòng ngủ bên em không anh? Nó chỉ dám xây đến bằng này thôi, xong cho nó cứng thì mai bắt đầu mình bác giáo mới dám xây. Bác giáo mới dám xây à? Ừ. Hôm nay thì chuyển sang bên kia để xây cho nó ngang tầm hết. Thế bây giờ là cứ 50 phân là anh sẽ bắn một cái dâu à? Đúng rồi. Anh như hôm nọ thì cái lúc mà anh đang đóng cái phần cái dâu, nhưng mà lúc đó anh đóng vào đinh 7, thành ra là cháu Lực không có ở đây, cháu Lực không có biết. Thì anh vẫn đóng đinh 7 thôi các bác, chứ không phải là anh không có đóng. Nếu mà hôm qua hôm kia mà không ở thì chắc là ở đây mà chắc là cũng không có xây được đâu anh nhỉ. Em lại mưa suốt đây. Nhưng hôm qua thì được, hôm kia không được. Nhưng hôm qua thì có lúc mưa phùn này. Phùn thì không sợ mấy. Hôm qua thì gọi là hôm kia thì gọi là mưa cả ngày luôn cô bác ạ. Ở đây thì anh xây được 50-50 là anh sẽ đóng một cái dâu vào này các bác này. Đấy, cũng như cô bác có dặn với cháu Lực rằng là để sau này nó không có bị bở cái phần tường đi các bác. Đấy, hôm nọ là anh đóng ở đinh 7 thì cháu Lực không có ghi hình được, thành ra là cô bác anh chị đã không có biết. Các cô bác anh chị nhắc nhở cháu Lực thì cháu Lực cũng lại biết nhiều thêm về cái vấn đề mà trong cái ngành xây dựng này cô bác. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong sai sót chỗ nào thì có bác anh chị sẽ nhắc nhở cháu Lực để cho cháu Lực biết thêm về cái nghề xây dựng này đó cô bác. Hay ở đây thì có vẻ có thể nói là rất là nhiều cô bác anh chị đã gọi là bằng tuổi bố, bằng tuổi ông bà của cháu Lực rồi, cho nên là cái kinh nghiệm thì rất là dày đặc và rất là nhiều. Ở phía này thì cháu Lực đang nhìn thấy là anh Thanh với lại thanh niên bên kia là đang xây ở phần bên này rồi cô bác. Hôm nay thì chú Bình thì cũng nghỉ rồi, thành ra là chú lại chuộn vứa rồi chú nhỉ. Cái vứa mà mình dùng để xây này thì mình một bao xi thì mình để được bao nhiêu xe dù, bao nhiêu xe dù cát anh? Ba xe à? Một
3 xe. Một bao là 3 xe. Nếu mà như mình đổ bê tông thì nó lại khác chứ anh? Đổ bê tông thì nó 2 xe đến 2 xe dưới. 2 xe đến 2 xe dưới đó. À vâng. 3 cát 2 sỏi. Vâng. 3 cát 2 sỏi à? Bây giờ thì cái phần gạch này cũng chuẩn bị là sắp hết rồi các bác ạ. Có thể là bây giờ gọi vào thêm rồi đấy. Quân với lại em xử giải cái phần đệm này cho các anh thợ luôn. Để cho một tí các anh thợ là nghỉ ngơi xong là được vào luôn. Sứ ơi, dọn dẹp ở đây cho các anh thợ một chút. Hãy dọn ra xong là bỏ đệm ra cho các anh thợ luôn. Ở phần dưới thì mình bỏ thêm cái tấm kia vào nhá. Anh nhấc lên trên, dọn dẹp cho các anh thợ một chút. Đấy, mình thì mình hộ các anh thợ, mình không có xây dựng được thì mình hộ các anh thợ dọn dẹp chỗ ngủ để cho một tí nữa các anh thợ sẽ vào là ngủ luôn. Tắm rửa, ăn cơm xong là rửa tay rửa chân cho ăn cơm. Này mưa to cũng dột lắm anh Vinh ạ. Hôm quay lên xem ở trên này toàn vũng nước rồi. Quân với Hải, Quân với Sử đã đẩy hết cái vũng nước ấy ra đi. Đấy. Rồi thì mang cái tấm bạt kia giải ở phần dưới. Rồi em Quân thì ở trong nhà mình không có việc gì làm các bác. Cũng rất là nhiệt tình các bác ạ. Ở đây thì bây giờ các anh thợ không có tuyển là phụ, thành ra là em Quân không có thể làm được các bác ạ. Ở bên ba này thử tới ở chỗ phần điểm thử núi cho mấy anh Vinh à? Mình đạp én à? Phải đi ở đây thử mà. Đấy, lấy cái này giải đi. Thấy nó còn mà, mà đi nào. Dây ở mà. Đấy, bỏ ra góc bên kia đi. Bỏ ra góc bên kia đi, đấy. Đấy, bỏ ra góc bên kia một chút. Túi đồ các anh thì để gọi nó cho các anh một chút. Đây, hạt rồi thì để ra kia. Để đây. Trước mặt đấy, đây. Đây, mang cái này giải đi. Giải ra kia đi. Giải ra phần dưới bên kia đi. Tấm bàn này chắc chỉ vừa có một tấm đệm thôi cho nên là giải một tấm đệm đã. Đây, bây giờ thì em bỏ một tấm đệm ra đi. Cái nệm này thì cũng được bác là Trần Thủy Tiên. Bác ấy có gửi tiền cho Lực để cho Lực mua cho mấy anh em thợ ấy cô bác. Đây. Dài đấy. Dài chiều xuống đi. Dài chiều xuống. Đấy quay xuống. Đấy, dài chiều quay xuống. Đẩy lên trên nào. Đi người phải đi ra thì mới đẩy được cho em. Đấy, kéo lên trên. Đấy. Đấy. Đấy còn cái tấm đệm bên kia thì để một tí nữa. Các anh đông người thì các anh sẽ giải sau. Đấy, mang gối chăn giải xuống cho các anh đi. Đấy, ở đây thì cũng rất là may các bác ạ. Khi mà có cái nguồn nước ở rất là gần, mình không có phải là đi kéo nước từ đâu xa về nữa. Còn cái phần xi thì có thể là bây giờ cháu Lực nên gọi vật liệu vào tiếp rồi cô bác ạ. Đấy, khi mà mình làm một cái ngôi nhà như này thì phải nói là có những cái thứ phát sinh rất là nhiều cô bác ạ. Có những thứ thì mình phải đi mua về luôn. Còn như cái phần thí dụ như đang trong lúc làm dở thiếu những cái que đinh này, xong mà lúc đến lúc làm mà bể phốt ấy thì lại thiếu những cái ống thì mình lại lăn lộn chạy đi xuống xá để mua luôn cô bác. Đây, rất là may là ở dưới xá thì cũng có cái phần vật liệu như thế, thành ra là mình không có phải đi tận đi xuống huyện để mua nữa.
Cái múi khoai này thì liệu có ngắn quá anh Vinh? Thế thôi à? Thế là được, đây là múi 6, múi 8 anh nhỉ? Múi 8 rồi. Ủa anh Thanh xay không cần dây à? Cần dây chứ em. À vẫn có à? Có chứ. À, anh Thanh mà xay mà không cần dây thì gọi là thượng thừa đấy anh Thanh nhỉ? Có thượng thừa không anh? Giờ thì phải cầm dây cho nó an toàn. Xay xong là nó bị mèo 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 là Giờ già mắt kém rồi. Phải dùng dây. Có lẽ hôm nay thì các anh chỉ có xay được là ở phần phía bên này, ra độ tầm là 1 mét cô bác ạ. Thì ngày mai đợi nó cứng rồi thì mình lại tiếp tục là xay được. Bây giờ thì cái phòng ngủ thì bắt đầu dần dần là hình thành hình rồi đấy cô bác. Ông Lọ thì cũng rất là may khi mà cháu Lực vận chuyển được cái số phần là cắt xay này vào ấy, thì trời là cũng đổ cơn mưa luôn. Nếu mà như hôm đấy mà không có vận chuyển được vào ấy thì phải nói là hai hôm nay sẽ không có cắt để mà xay nữa cô bác ạ. Như đằng sau ngôi nhà của các em là một cái tả ly rồi, cho nên là nếu mà mình ở trên vùng cao này thì hầu như là ít khi nhà nào không có nhà nào để xây để cửa sổ đằng sau nữa các bác. Nhưng mà kèm theo đó thì cháu Lực sẽ để lại ở phần bên đằng trước là hai cái cửa sổ. Như vậy thì nếu mà cô bác anh chị là cũng cảm thấy là hợp rồi thì có thể là bảo với cháu Lực một câu các bác nhé. Thế còn như nếu mà có ba anh chị cũng có nói với cháu Lực rằng là mình nên để đằng sau thêm hai cái cửa sổ nữa, thì cô bác có thể là gọi điện thoại cho cháu Lực trực tiếp để cho cháu Lực cùng các bác nói chuyện với nhau cho nó một cách nào mà hợp lý nhất. Thì rồi thì sẽ tiến hành bảo với mấy anh em thợ là để vẫn còn được cô bác. Bây giờ thì hiện tại là mới bắt đầu xay thôi. Có lẽ là cái thước phim này cháu Lực đăng tải lên thì các anh thợ đã xay độ tầm là hơn 1 mét rồi. Như cái chiều cao của ngôi nhà thì lúc mà cháu Lực mới lên thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cô bác anh chị là cũng đã biết rồi. Cái chiều cao của nó là hiện tại là bây giờ mình xây 3 mét rồi mình thu hồi cô bác nhé. Nếu mà đến tính cả thu hồi nó chắc phải rơi tầm 5 mét đây nhỉ? Cái phần trỏm nó xuống ấy. 1 mét à? Thế là 4 mét rồi nhỉ? Thế là tính cái cả phần thu hồi nó xuống là được 4 mét. 4 mét ngôi nhà thì cũng rất là cao rồi các bác. Khi mà các anh thợ mà vừa làm tới đâu thì các anh cũng tư vấn với cháu Lực rằng là làm như ngôi nhà như nào thì nó mới cân đối và mình nhìn ở từ phía bên ngoài vào thì nó sẽ nhìn và đẹp mắt hơn các bác. Như chiều hôm kia là anh vừa mới nghỉ cái là đội thợ anh vừa mới nghỉ cái là mưa luôn anh Vinh nhỉ? Anh về đến nhà tí thì mưa luôn. Cái đội thợ Thanh thì vẫn làm sau, không ăn cơm xong trời mưa, cũng trồn về luôn. Trời mưa là anh cũng mới về rồi anh Thanh? Anh về rồi. Lúc mưa to lúc vẫn nằm ở đây đấy. Nằm đây mà mưa tạnh không, không làm được anh nhỉ? Không vẫn đang nghỉ cày hết buổi chiều. Vẫn làm hết cả buổi chiều đấy à? Thôi về nhà. Lúc mà em lên thì hình như là các anh về hay sao rồi lúc đấy ấy. Lúc anh về 1 giờ còn gì nữa. Vâng. Đến lúc mưa là mình không có lên nữa rồi, với hiệu là không có lên nữa rồi. Đấy, mưa là cũng biết là mấy anh em không có làm được nữa. Nhưng mà nếu mà mình xay lên, mình đang xay dở này mưa thì liệu nó có sợ ảnh hưởng gì đến
cái phần tường đó không anh? Chứ vẫn là che bạt à? Nếu mà mưa là mình phải che bạt luôn chứ. Vâng. Nhưng mà nếu mà mình xây độ nó đã cứng cứng lên một chút rồi thì lúc đấy mình không phải che nữa nhỉ? Đúng rồi. Lúc đấy nó không trôi mạch được. Vâng. Như bây giờ thì nó vẫn còn trôi trôi cái phần vữa của nó đi, nó không chắc nữa. Nêu. Đội thợ của anh Vinh làm thì chỉ có một người và phụ vữa thôi các bác ạ. Năm, nếu mà có cả chú Bình đi nữa thì là chú Bình với anh Quang đi nó là 6 người thì phải nói là xay rất là nhanh các bác. Gạch chắc chỉ được xay hôm nay. Gạch chỉ được hôm nay á? Thế thì là một tí nữa thì em cũng sẽ gọi vào luôn. Đến mai thì chắc là nó cũng đến đây. Ngày mai thì nếu mà trời không mưa thì mới vận chuyển được vào đấy anh ạ. Mai chắc lại chuyển xuống dưới thôi. À. Gạch lên rồi lại lên lên. Giờ thì mình chấp nhận. Đấy, cái ngôi nhà này thì các anh, ngôi nhà của ba ông cháu lên thì các anh cũng muốn là hoàn thiện cho nó sớm để các anh lại đi thêm cái công trình khác nữa các bác. Hay các anh thì cũng có thêm rất là nhiều công trình được anh em trên bản ở trên này tin tưởng các anh, thì các anh cũng rất là may mắn khi mà mình có những cái tay nghề và được anh em ở trên bà con này tin tưởng thì có thêm những công trình, rất là nhiều công trình. Một năm thì anh làm được tầm bao nhiêu công trình anh Vinh? Cái. À. Bây giờ thì phải nói là bà con ở trên vùng cao này thì hầu như là ai cũng đều là làm bằng nhà xây hết rồi các bác, cho nên là những cái đội thợ mà làm nhà gỗ thì nó sẽ dần ít đi. Có những cái nhà thì nếu mà không có đủ kinh tế thì người ta mới làm như vậy thôi. Như cái thước phim hôm trước mà cháu Lực đăng tải lên thì cô bác có bảo với cháu Lực rằng là phải cho anh em thợ là cắm rau vào. Đấy thì hôm nay thì cháu Lực cũng đã mua máy khoan lên rồi. Các em, các anh cũng đã 50cm thì các anh đã cắm một cái rau. 50 cm là các anh sẽ cắm một cái rau cô bác. Thế còn phần ra phía bên này bây giờ cháu Lực sẽ thiết kế lại một chút cô bác ạ. Cũng có một số mạnh thường quân có bảo với cháu Lực rằng là ngôi nhà thì mình phải làm thêm 1-2 cửa sổ vào để cho nó thoáng cái ngôi nhà ấy đi các bác ạ. Như anh Vinh ơi, anh em mình có một chút là thay đổi anh nhá. Vâng, vâng. Anh để đằng sau này là cho em 2 cửa sổ nhá. Đằng sau ạ? Vâng, để 2 cửa sổ. Đấy, anh để ra rìa rìa bên ngoài cũng được anh ạ. Vâng. Cửa sổ này thì mình làm theo cái cửa sổ mà ở bên phòng ngủ với lại phòng ngủ anh nhá. Vâng. Đấy, còn cái cửa sổ chính với lại
Cửa sổ trước mặt thì mình có thể làm to hơn thôi. Hay bây giờ thì cũng đến giờ nghỉ của mấy anh em ăn trưa rồi các bác. Hôm nay thì anh em mình ăn cái gì à anh Thanh? Mấy cháu rau gì ăn nữa? Cháu rau gì á? Em thấy chú đang xào rau rồi. Xào mấy cái con cá. Hay hôm nay đội thợ là cháu Lực vừa nhìn thấy là ăn rau các bác. Rau hôm nọ cháu Lực với lại bạn Hiệu hái lên cho ấy. Với lại thêm cá mắm. Hay phải nói là đi những cái công trường như này thì hầu như là có cá mắm là nhiều đấy các bác. Đây, hôm nay thì cháu Lực cũng đã nhìn thấy anh sau một cái thời gian thì các anh phải nói là xay gạch lên rất là nhanh được các bác này. Đây, ở phần chỗ của anh Thanh với lại anh Vinh thì bây giờ đã lên được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hàng gạch, 12 hàng gạch rồi các bác. Phần phía tường bên này thì chiều nay thì các anh mới tiếp tục là xây tiếp thôi các bác ạ. Đấy, bây giờ hiện tại thì các anh chỉ có xây được tầm độ là 50 phân, độ tầm 1 mét là các anh dừng rồi. Đợi xi nó cứng lên thì các anh mới tiếp tục là xây tiếp các bác ạ. Thử ngắm xem là cái tường của các anh xây là có thẳng không. Nhưng mà không có thẳng là phải là bảo các anh chỉnh ngay các bác ạ. Chứ không là sau này ngôi nhà nó rất là xấu, nhưng mà theo cái tay nghề của các anh thì rất là nhiều năm trong nghề rồi, không có bị gặp phải những cái vấn đề như vậy. Em Sử thì đang ngồi ở bên trên. Đang làm gì đấy Sử ơi? Hả? Làm gì đấy? Điện thoại à? Đây, phải nói là ở trên nền nhà của ba ông cháu thì ở trên này mới có mạng của bác ạ. Ở dưới nhà cũ thì không có mạng đâu. Hái đồ đeo về à? Xuống anh bảo. Khúc hầu phở à? Khúc hầu phở à? Hay hôm nay thì hai anh em cháu Lực với bạn Hiệu là ở trên này nguyên một ngày rồi. Thành ra là em Hải không có ăn cơm được ở nhà cháu Lực cô bác, cho nên là phải về nhà ăn cơm. Em lên trên xem hai anh em ấy nào. Hôm nay không nào phở à? Hả? Hai anh em là chắc là đang ngồi đây tắm nắng rồi các bác. Đấy, buổi sáng sớm thì hơi lạnh một chút đấy các bác. Bây giờ tầm trưa rồi, cho nên là nắng và nắng ấm lên một chút. Rất là may là đến hôm nay thì trời bắt đầu nắng rồi các bác. Chỉ sợ là mưa cứ dài ngày cứ tiếp tục liên miên thì không có vận chuyển được vật liệu, hay là mưa to anh thợ không có làm được. Đấy, bây giờ cô bác có thể là theo dõi từ xa xem là cái ngôi nhà bây giờ đã bắt đầu hình thành là ở phần cái khu mà phòng khách với lại bên phòng ngủ rồi cô bác. Hay những cái bức tường của các anh xây lên thì cũng đã cao lên được gần 1 mét. 1 mét, hơn 1 mét rồi cô bác. Hải thì không ăn cơm ở dưới à Hải? Con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Chiều nay còn đi học không? Có ạ. Có à? Vâng. Ôi giời, thế là vội về nhà ăn cơm xong lại đi xuống à? Vâng. Thế một tí để anh Sử đưa xuống nhá. Vâng. Hãy về nhà ăn cơm đi, ăn cơm xong thì tí bảo anh Sử đưa xuống. Sử vẫn đang ngắm à? Này, ông cụ non này là bắt đầu làm giám sát công trình rồi các bác. Nhưng mà mình ngồi ở đây thì có biết là viên gạch nào nó thẳng không thẳng không? Không biết à? Chỉ nhìn các anh làm thôi à?
Tại hướng đằng sau ngôi nhà của ba ông cháu của bác nhá, cái khoảng mà phần tả ly thì cũng rất là rộng của bác, nó cũng không gọi là. Bây giờ thì các anh thợ cũng đã nghỉ rồi các bác ạ. À, Sử thì đưa Hải đi không nhá. Cái Hải thì vừa chạy vội về nhà ăn cơm xong thì lại phải đi rồi các bác. Vừa nãy đi bộ từ dưới kia lên à? Vâng. Đi cùng ai đấy? Cùng con và chú ạ. Nhưng mà con là chú không đi học nữa à? Đi mà một tí. Hả? À? Một tí mới đi à? À, thế thì bây giờ cho anh Sử đưa đi học nhá. Dạ. Thế bây giờ thì chào con có bà xong đi học đi. Dạ. Con xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Rồi, con đi đâu? Con đi học ạ. Rồi, đi đi. Dạ. Rồi, Sử chào con bà xong đưa em đi học nhá. Dạ. Cháu Sử chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Rồi, hai anh em đưa nhau lai nhau đi học nhá. Đấy, phải nói là khi mà được bác là Trần Thùy Tiên, bác có gửi cái phần quà cho em Hải với em Sử. À, rất là lớn khi mà một con xe máy như này thì thỉnh thoảng thì em Sử đã đưa em Hải đi học cô bác. Đấy, cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết rồi. Đấy, cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho cô bác anh chị là cùng đã biết là anh em đội thợ đã cắm cái phần cái khoản rau đấy vào rồi và cũng thay đổi một chút cô bác. Cái phòng khách thì hiện tại là có là ba cái phòng, ba cái cửa sổ của bác ạ. Ở bên trước cháu Lực đang đứng này, nó là một cái sửa cửa sổ. Cái cửa sổ này thì nó sẽ to hơn. Còn ở đằng sau kia thì cháu Lực sẽ thiết kế là thêm hai cái cánh cửa sổ nhỏ nữa. Và nó cánh cửa sổ nhỏ thì nó cũng là cùng một kích cỡ với lại bên phòng ngủ cả cô bác ạ. Hãy còn phần phế bên tường bên này. Hay còn ở phần phía bên tường bên này thì sẽ có một cánh cửa phụ mà đi vào nhà bếp mọi cái nữa các bác. Đấy, bây giờ thì cháu Lực đang nhìn thấy là các anh thợ là chuẩn bị ăn cơm rồi. Xem là các anh thợ là hôm nay sẽ ăn món gì nào. Ôi, ăn như này liệu có sức không anh Vinh? Sáng nay không ăn hôm nay. À, hôm nay các anh thợ thì gồm có cắm móng này các bác này. Thấy cắm móng thì cũng phải là một cái món ăn mà rất là hữu dụng ở trên vùng cao của bác ạ. Thấy còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hôm nay thì cháu Lực cũng và lấy thêm hai cái tấm đệm nữa cho mấy anh em thợ. Cái khoản này thì cũng được bác là Trần Thùy Tiên, bác ấy hỗ trợ cho mấy anh em để cho mấy anh em không còn có phải ngủ ở trên cái tấm phản mà làm bằng tre bằng nứa này cô bác này. Thấy ngủ trên tấm phản này thì buổi sáng dậy ra thì phải nói là rất là đau lưng cô bác ạ. Khi mà nó không có được là được bằng phẳng cả. Đấy, cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị.